Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 1 năm 2024, bản tin gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nằm trong hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024, hôm qua, đoàn cán bộ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cà Mau do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho hai gia đình chính sách ở phường Tân Xuyên. Tại các điểm đến, Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, chúc các gia đình sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, xây dựng quê hương ngày thêm phát triển. Cùng ngày, đoàn đến thăm chúc Tết lực lượng bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ phường Tân Xuyên, thông tin đến các lực lượng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố trong năm qua, đồng thời động viên các lực lượng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để người dân yên tâm vui xuân đón Tết. Nhằm giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, sung túc hơn, chiều hôm qua, Công an huyện Ngọc Hiển đến thăm và trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Ân. Phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác do Công an huyện Ngọc Hiển vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tài trợ. Đây là hoạt động thường niên của Công an huyện Ngọc Hiển nhằm chung tay chăm lo chia sẻ với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về, qua đó góp phần xây dựng thêm hình ảnh của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Với mong muốn mang đến một cái Tết đầm ấm nghĩa tình, sáng nay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Đất Mũi đã đến trao tặng quà Tết cho hộ cận nghèo trên địa bàn xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau. Có 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng đã được trao cho hộ cận nghèo trên địa bàn. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng của BIDV, góp phần động viên tinh thần, mang niềm vui đến với những người có hoàn cảnh khó khăn vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Theo số liệu từ Hiệp hội Rau quả, trong tháng 1 năm 2024, Việt Nam đã chứng kiến một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực xuất khẩu rau quả, khi tổng giá trị xuất khẩu đạt mức 459 triệu đô la, tăng đến 89,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đây được xem là mức tăng trưởng cao nhất trong những tháng đầu năm so với các năm trước đó. Bước tiến này có thể được giải thích bằng sự tăng mạnh trong xuất khẩu một số sản phẩm quan trọng như chuối, sầu riêng và thanh long với Trung Quốc, được đánh giá là thị trường chủ chốt. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này xuất phát từ tình hình thời tiết lạnh tăng cường tại Trung Quốc, làm giảm nguồn cung chuối nội địa, tạo cơ hội cho việc xuất khẩu chuối từ Việt Nam. Việc kết thúc mùa thanh long tại Trung Quốc và nhu cầu tăng cao trong dịp Tết đã làm cho thanh long Việt Nam trở thành mặt hàng được ưa chuộng. Những ngày cuối năm, bà con ven biển trên địa bàn huyện Ngọc Hiển lại phấn khởi khi mỗi chuyến biển về mang nhiều cá tôm, giúp người dân tăng thu nhập, có điều kiện đón Tết sung túc hơn. Toàn huyện Ngọc Hiển có trên 400 phương tiện khai thác thủy sản. Vào những con nước cuối năm, các phương tiện đánh bắt được nhiều tôm cá, mực và sản lượng khai thác tăng hơn những tháng trước. Trung bình mỗi ngày, phương tiện cập bến thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Nhiều lao động địa phương cũng có thêm việc làm với thu nhập từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một ngày từ việc phân loại thủy sản. Không khí tại các cửa biển những ngày cuối năm vì thế cũng nhộn nhịp hẳn lên. Tại huyện Nam Căn hiện nay, người dân đang vào cao điểm thu hoạch sò huyết trong vuông tôm. Giá cả tương đối ổn định, năng suất đạt cao. Bà con phấn khởi khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Với 2 hecta nuôi tôm, anh Trần Minh Luân ở ấp Chống Mỹ B, xã Hàm Rồng, huyện Nam Căn tận dụng đất trảng nuôi sò huyết thương phẩm. Tháng 8 năm 2022, anh bắt đầu thả nuôi 1,5 triệu con sò cám với giá 18 triệu đồng. Sau 11 tháng bắt đầu tỉa thưa và hiện nay đang thu hoạch đồng loạt, sò đạt khoảng 60 con một ký. Gia đình anh Luân đã thu hoạch được gần 900 ký, sau khi trừ chi phí lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Thấy nhiều năm qua thấy lượng tôm với cua của xã mình đó, nó không được đạt nhiều nên cũng
chuyển sang nuôi sò thử. Đâu có mắc đầu tư vô tiền ăn thì cho ăn cho gì đâu, mình chỉ thả đại vô vuông thì chừng 7-8 tháng sau thì mình có thể thu hoạch được rồi. Đầu năm cả tháng 3, tháng 4 tây á thì nó giá cả nó không được ổn định, còn hiện tại thì bây giờ nó đang chững. Bây giờ thì đầu ra nó rất là nhiều, nhiều chỗ để thu sò thịt. Hiện đây trên địa bàn huyện Nam Căn, người dân thả nuôi sò huyết kết hợp vuông tôm khá nhiều. Bà con tính toán trọng lượng, thời điểm thả nuôi để có thể thu hoạch dịp trước Tết Nguyên Đán. Đoàn xã thì có trên 700 hộ tham gia với diện tích hơn 1.000 hecta. Thì sản lượng và thu hoạch của bà con sau khi áp dụng mô hình này thì cơ bản là khá ổn định và từng bước phát triển kinh tế gia đình của mình. Với cái mà hiểu biết và của bà con thì theo cái lịch thời vụ thì bà con thả vào cái cuối tháng 4 đầu tháng 5 của âm lịch, thì sau 5 đến 6 nuôi 6 tháng nuôi thì sẽ cho thu hoạch cái lượng sò ngày dịp Tết. Giống như thu nhờ mình thu hoạch sò dịp Tết này nó vừa hơi có giá mà vừa mình có tiền để chuẩn bị ăn Tết. Tình hình sò huyết trong những ngày mà gấp Tết này thì cũng cơ bản ổn định, thì các cái thương lái cũng thu mua mang lại cái thu hoạch và cái điều kiện cho bà con trong cái dịp xuân về Tết đến này. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nam Căn, đến nay trên địa bàn huyện có 1.375 hộ nuôi sò huyết trong vuông tôm với diện tích hơn 2.000 hecta. Trong năm 2023, thu hoạch khoảng 1.185 tấn sò huyết thương phẩm. Trong những ngày này, bà con tất bật thu hoạch với niềm phấn khởi, giá cả tương đối ổn định, năng suất đạt cao, có điều kiện chăm lo Tết thêm sung túc. Hiện nay, các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đang đầu tư chỉnh trang các công trình tham quan, hoạt động vui chơi mang tính trải nghiệm để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn sắp tới. Hàng năm vào dịp Tết, lượng khách đến tham quan du lịch sẽ tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Nắm bắt được nhu cầu đó, hiện các khu điểm du lịch và công ty du lịch trên địa bàn huyện Ngọc Hiển xây dựng nhiều tiểu cảnh mang không khí xuân, mở thêm nhiều tour du lịch sinh thái mới, hấp dẫn, mang tính trải nghiệm, gắn với nét văn hóa vùng sông nước như khám phá bãi bồi mò nghêu, đục hào lấy thịt hay trồng rừng trên vuông. Tham gia các trò chơi dân gian mang tính tập thể nhằm xua tan những vất vả sau một năm lao động. Ngoài ra, các hộ du lịch cộng đồng cũng bắt đầu chỉnh trang khuôn viên trồng thêm hoa dọc theo các tuyến đường để du khách vừa ngắm cảnh vừa chụp hình bên người thân, bạn bè. Bên cạnh đó, các làng nghề trong khu du lịch cũng chuẩn bị nhiều món ăn đặc sản thơm ngon để du khách thưởng thức, mua sắm về làm quà biếu tặng người thân, gia đình. Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng, Cục Thuế tỉnh đã tăng cường nhiều giải pháp triển khai quyết liệt việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm mục tiêu sớm phát hành hóa đơn điện tử đối với lĩnh vực này. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Đào tiến lên. Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã tăng cường các giải pháp tuyên truyền yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương tổ chức rà soát, nắm bắt thực trạng hạ tầng, thiết bị, tiến độ triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại từng cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết nhằm thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử trong những tháng đầu năm 2024. Trước cho từng lần bán hàng thì mình hiện nay đang triển khai và là tìm cái những cái nhà mạng nó thích hợp để mình cho khảo sát và tiến hành. Bởi vì mình đa số là mình xài những cái đầu số nó, máy nó cũ á, cho nên mình bây giờ mới phải lựa những nhà mạng ta đi khảo sát cho nó tích hợp, cho nó phù hợp mình mới triển khai. Nhưng mà coi như là đang tiến hành làm, thì cũng đang nhà mạng cũng đang chào hàng, thì mình cái đó thì hôm gài mình cũng rất nhiều cái đơn vị nó đến nó khảo sát thì giờ tiến hành, cho nên mình thời gian thì cũng bởi vì nói chung cái chi phí ban đầu nó hơi lớn. Bởi vì nếu đã là phải mua sắm lại những cái đầu số mới, rồi gắn cái phần mềm, nói chung kể cả phần cứng phần mềm thì nó cũng phải trăm ngoài 200 triệu. Thì cái đó coi như là cái nguồn lực mình thì cũng đang
khó khăn thời gian vừa qua, đại dịch, thì hiện nay mình cũng phải tiến hành như một cái là cố gắng là làm trong quý 1 năm 24 cho nó hoàn thành. Theo quy định của pháp luật thì mình phải chấp hành cái việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Thì qua nhiều lần tập huấn thì mình cũng đang triển khai, đang liên hệ với các nhà cung cấp để mình tìm một cái giải pháp để mà mình xuất hóa đơn điện tử tối ưu cho doanh nghiệp, vừa có lợi, vừa ban hành đúng quy định nhưng mà vừa phải có chia lợi cho doanh nghiệp. Tới thời điểm này thì mình băn khoăn nhất là ngoài cái chi phí đầu tư lắp đặt ban đầu thì doanh nghiệp cũng phải tốn thêm một cái khoản chi phí thường xuyên để mà vận hành cái hóa đơn điện tử này, cũng như là cái tiền chi phí hóa đơn nó lớn, và là cái người mà trực mà để xuất hóa đơn á, nó cũng phải tốn thêm một khoản chi phí nhân công nữa. Hệ thống cửa hàng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex là đơn vị tiên phong thực hiện quy định lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng trên tất cả hệ thống cửa hàng của đơn vị. Với việc thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý vận hành. Yếu tố minh bạch chống gian lận trong kinh doanh là điều khiến doanh nghiệp yên tâm khi lựa chọn giải pháp tự động lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Hiện tại thì Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng đang kêu công ty thống kê. Tại vì hiện tại thì công ty cũng có 19 khách hàng nhượng quyền. Và trên phạm vi cả nước thì số lượng khách hàng nhượng quyền rất lớn. Thì Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ có cái giải pháp để mà hỗ trợ cho những khách hàng này trong thời gian tới. Thì ở Cà Mau thì hiện tại giờ thì công ty có 19 đại lý. Thì trong thời gian tới công ty sẽ hỗ trợ về cái vấn đề giải pháp chức hóa đơn cho từng lần. Theo số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh, toàn tỉnh có 359 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với tổng số 1.176 cột bơm. Nhưng mới chỉ có 62 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Còn lại 297 cửa hàng với 944 cột bơm chưa thực hiện phát hành hóa đơn điện tử. Nhiều doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu lo lắng khi triển khai thực hiện xuất hóa đơn điện tử sẽ tốn chi phí đầu tư ban đầu cao. Việc xuất hóa đơn sau mỗi lần bán có thể gây ách tắc tại các cây xăng. Tuy nhiên, theo đại diện ngành thuế, hóa đơn điện tử được thực hiện tự động theo phần mềm. Số lượng hóa đơn đã xuất sẽ được lưu trữ đầy đủ bằng hình thức điện tử, không phải in ra tại các cửa hàng xăng dầu, nên không làm mất thời gian, không gây ách tắc mà vẫn đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định. Đối với bán xăng dầu thì từng lần bán hàng thì phải xuất hóa đơn. Thì do đó đến thời điểm hiện nay thì cái quy định về đối với các cái cửa hàng cũng như là điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh thì hiện nay cái tình hình triển khai thực hiện cái hóa đơn điện tử từng lần bán lẻ xăng dầu thì cũng còn ít. Hầu như là chỉ thực hiện được là cuối mỗi ngày thì sẽ xuất một cái hóa đơn chung. Thì nếu mà thực hiện như thế thì nó sẽ sai với cái quy định. Thì quy định nó bắt buộc, đây tôi xin nhấn mạnh là bắt buộc từng lần bán lẻ xăng dầu thì phải xuất hóa đơn. Trên cái cơ sở đó thì về quy định, nếu mà trường hợp sử dụng, quản lý sử dụng là sai hóa đơn thì sẽ bị xử phạt theo các cái quy định. Đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp xăng dầu là giải pháp được ngành thuế lựa chọn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát hành hóa đơn điện tử. Ngoài ra, thông qua các buổi gặp gỡ đối thoại, ngành thuế còn tổng hợp những kinh nghiệm hay để chia sẻ tới doanh nghiệp, đề nghị các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử phối hợp để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có thể lựa chọn phương án phù hợp, đáp ứng điều kiện thực tế kinh doanh của đơn vị. Hiện mọi công tác chuẩn bị đều được doanh nghiệp tuân thủ nhằm mục tiêu sớm phát hành hóa đơn điện tử. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua trên tuyến quốc lộ 1, các tổ tuần tra kiểm soát công an tỉnh Cà Mau luôn có mặt 24/24 giờ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Không những thế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã kịp thời giúp đỡ người tham gia giao thông bị bệnh cấp cứu kịp thời, tạo thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an Cà Mau.
Vào tối 19 tháng 1 năm 2024, khi tổ tuần tra kiểm soát lưu động tuyến quốc lộ 1 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cà Mau đến khu vực phường 7 thành phố Cà Mau thì phát hiện em Lý Thanh Nhân, ngụ phường 4 thành phố Cà Mau đang điều khiển xe mô tô đột ngột ngã xuống đường. Tổ tuần tra kiểm soát nhanh chóng sơ cấp cứu, dùng phương tiện đặc chủng đưa người bị bệnh lên xe tải cảnh sát giao thông đưa vào bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Nhờ kịp thời cấp cứu nên hiện nay sức khỏe của em Lý Thanh Nhân đã ổn định và được xuất viện về nhà. Vào khoảng 1 giờ ngày hôm qua 22 tháng 1, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Cái Nước tiếp nhận 3 trường hợp ăn sam biển bị ngộ độc, có địa chỉ thường trú ở ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân. Theo gia đình cho biết, trước đó ông CTH đi biển đánh bắt được 3 con sam mang về nhà nướng và tổ chức tiệc nhậu có 4 người tham gia. Trong đó có một người không ăn sam. Sau khoảng 2 giờ, ông H có triệu chứng tê miệng, gia đình đưa đến trạm y tế xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, nhưng tình trạng sức khỏe không ổn định. Gia đình tiếp tục chuyển ông H và hai người trong tiệc nhậu có ăn sam nướng lên bệnh viện Đa khoa Cái Nước. Lúc này ông H bị ngộ độc khá nặng, phải điều trị tích cực, kết hợp cho thở máy. Hiện tại sức khỏe ông H đã hồi phục. Riêng đối với hai người còn lại, triệu chứng nhẹ, qua thăm khám bác sĩ cho một trường hợp xuất viện ra về. Bệnh nhân còn lại đang tiếp tục theo dõi. Cuối bản tin, như thường lệ, mời quý vị theo dõi điểm báo Cà Mau phát hành sáng nay, thứ Ba ngày 23 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, với tinh thần đồng hành và chia sẻ với người bán vé số lẻ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Cà Mau đã và đang triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 68 của Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Nam về giải pháp giữ ổn định thị trường kinh doanh vé số truyền thống tại khu vực miền Nam, trong đó có việc tổ chức thu hồi vé ế. Khi phát hiện đại lý vi phạm không cho người bán lẻ trả lại vé ế, công ty sẽ áp dụng hình thức chế tài, xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài ra, để chung tay chia sẻ khó khăn với người bán vé số lẻ, công ty đang triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng 101 căn nhà đại đoàn kết, mỗi xã phường thị trấn một căn trong năm 2024. Thông tin trên trang 2. Bạo lực mạng chính là vấn nạn không hồi kết và để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Cho dù đã có những luật định riêng về an ninh mạng, nhưng việc đi tìm công lý cho bản thân khi trở thành nạn nhân của vấn nạn này không hề dễ dàng. Đó là nội dung bài 2 trong loạt bài Bạo lực mạng leo thang. Đoàn khối Dân chính đảng tỉnh và các đơn vị tài trợ vừa phối hợp cùng chính quyền đoàn thể địa phương tổ chức chương trình Xuân tình nguyện đợt 1 năm 2024 tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình ý nghĩa do tuổi trẻ đoàn khối thực hiện trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chia sẻ từ trang 7. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.